Xin chào các em. Hôm trước thì có một số bạn hỏi thầy là làm sao để trong vòng 2 tháng cuối các bạn tăng được điểm của môn vật lý lên. Thì hôm nay thầy sẽ chia sẻ một chút với các bạn về cách để chúng ta có thể tăng được điểm trong vòng 2 tháng cuối. Và một cái mốc điểm mà thầy nghĩ rằng là hầu hết các bạn đều mong muốn đó chính là tăng lên khoảng 2 điểm trên một môn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải làm những cái việc như thế nào? Đầu tiên đó là các bạn sẽ phải xác định được là hiện nay thì mình đang ở cái khoảng điểm nào trước đã. Để làm được việc này thì các bạn sẽ cần phải chúng ta phải làm một cái đề thi thử với cái mức độ chuẩn của đề Trung học phổ thông quốc gia. Và đề này thì rất là đơn giản, các em có thể lấy một cái đề của năm trước, năm 2017, 18 các em làm thử và căn cứ vào kết quả đó thì chúng ta sẽ biết được là mình đang ở đâu để có cái mức độ gọi là học cho nó phù hợp. Đầu tiên là chúng ta sẽ đặt ra các cái mức điểm cụ thể. Ví dụ các bạn có thể đặt ra mức là mình đang ở dưới 5 điểm này, mình đang từ 5 đến 7 điểm này và mình đang ở trên 7 điểm này thì sẽ giải quyết như thế nào? Thì đây là ba cái mức điểm thường gặp nhất của các em bây giờ. Dưới 5 điểm thì tức là em đang bị mất gốc. Và nếu mất gốc thì việc đầu tiên của em là chúng ta phải đạt được cái mức điểm là ăn chắc 5 điểm đã. Để làm được việc này thì các em cần phải ôn lại tất cả các phần lý thuyết có ở trong sách giáo khoa. Đây là một cái mà rất nhiều bạn thường bỏ qua. Tuy nhiên nó lại rất quan trọng để chúng ta đạt được cái mức điểm năm. Thứ hai đó là các bạn sẽ phải làm hết tất cả các bài tập, các dạng bài tập có ở trong sách giáo khoa cơ bản. Bây giờ chúng ta đang bám theo sách giáo khoa cơ bản. Đó. Một cái mẹo để các bạn học lý thuyết nhanh hơn, đỡ chán đó là các bạn sẽ học cho thầy những cái phần đóng khung, những phần ghi nhớ ở cuối các bài ở trong sách giáo khoa nhé. Và ngoài ra các em có thể làm những cái file bài tập trắc nghiệm ở trên mạng rất là nhiều đúng không nào? Thì các em có thể làm những file đó để ôn tập lý thuyết cho đỡ chán. Việc thứ hai đó là các em sẽ cần phải hệ thống được những dạng bài cơ bản. Thì như thầy vừa nói là các em làm bài tập trong sách giáo khoa là ok nhất. Và tiếp theo cái mức điểm mà các bạn thường gặp đó là 5 cho đến 7 điểm. Chắc tất rất nhiều bạn đang ở khoảng mức điểm này. Thì ở mức điểm này thì các bạn có vẻ thấy là hơi thấp mà thực sự thì các bạn mong muốn điểm cao hơn. Và để làm được điều đó thì các bạn sẽ cần phải biết là tại sao mình đang kém. Thường ở phần này các bạn sẽ cứ rơi vào một trạng thái hơi bị lơ mơ, tức là cái thì biết, cái thì không biết, hoặc cái biết thì bạn sẽ không nắm được cách chắc chắn. Chính vì vậy điều đầu tiên là các em nên hệ thống tất cả các dạng bài mà các em đã học ra bằng phương pháp sơ đồ. Và sau đấy thì chúng ta sẽ check từng phần để xem là chúng ta đã tốt ở phần nào và đang kém ở phần nào. Việc tiếp theo đó là chúng ta sẽ làm bài tập để chúng ta ôn tập lại các cái dạng bài mà chúng ta đã liệt kê. Mỗi một dạng bài mà em liệt kê ra thì em sẽ làm với thầy khoảng từ 5 cho đến 10 bài tập khác nhau. Nhớ nhé, là 5 cho đến 10 bài khác nhau để chúng ta ôn tập lại. Không cần làm quá nhiều bởi vì thực ra thì trong một khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể làm được nhiều bài được để bao quát hết tất cả các dạng bài được. Chính vì vậy nên chúng ta lựa chọn là những dạng bài quan trọng và những câu hỏi quan trọng để chúng ta làm. Thì cái này nó đòi hỏi các em phải phân tích và nhận biết được dạng bài. Đấy, đọc biết ngay nó là dạng bài gì. Đấy. Thì nhớ, một là chúng ta sẽ hệ thống ra các dạng bài ghi đầu mục thôi. Và thứ hai là chúng ta chọn cho mỗi một dạng ta làm khoảng từ 5 cho đến 10 câu. Tất nhiên có một số dạng nhiều hơn thì các em có thể làm nhiều hơn, từ 10 cho đến 20 câu cũng được. Trong cái khoảng điểm này thì có một vấn đề của các bạn đó là tốc độ của các bạn rất là chậm. Chính vì vậy nên các bạn cần phải cải thiện cái tốc độ bằng máy tính cũng như là tốc độ tư duy của mình. Và một vấn đề nữa đó là các bạn đang bị là chúng ta không kiểm soát được về mặt thời gian trong khi làm bài. Thì để kiểm soát về mặt thời gian các em cần luyện đề thật là nhiều nhé. Và bấm giờ cụ thể, chia các mốc điểm cụ thể ra, ví dụ như 5 điểm này, 7 điểm này, 8 điểm này, các em chia mức điểm rất cụ thể ra để chúng ta làm. Một cái mức điểm tiếp theo đó là các bạn được khoảng từ 7 cho đến 8, 9 điểm gì đó, các bạn đang ở khoảng điểm này. Ở trong phần điểm này thì các bạn sẽ đòi hỏi tư duy rất nhiều chứ không còn là những bài toán đơn giản nữa. Và để đạt được cái mức điểm này thì chỉ có một cách thôi, luyện đề, luyện đề và luyện đề. Chúng ta sẽ phải luyện rất nhiều đề và những cái đề này phải là những đề chuẩn được bao quát rất nhiều dạng bài. Đó. Và khi luyện đề thì phải đảm bảo được về mặt thời gian và sau khi luyện đề xong thì không phải chúng ta sẽ vứt cái đề đó đi mà chúng ta sẽ phải xem lại là dạng bài đó chúng ta đã làm được hay chưa,
chúng ta đang kém ở chỗ nào và chúng ta cải thiện ngay sau khi chúng ta làm đề. Thường đối với bạn học sinh mà để có thể đạt được điểm tầm 8-9 thì các bạn đã phải luyện khoảng tầm từ 20 cho đến 30 đề thì các bạn mới có được cái thói quen làm đề tốt. Còn nếu các bạn chỉ học thôi mà các bạn không làm đề thì điểm các bạn sẽ không bao giờ cao được. Đó. Và một vấn đề nữa đó là cái tâm lý. Thì thầy cũng nhắc luôn đó là gì? Nếu các bạn còn tâm lý là cầu may hoặc lười biếng trong vòng 2 tháng cuối thì các bạn sẽ không bao giờ có thể tăng điểm lên được. Gọi là 2 tháng nhưng thực chất là các bạn sẽ không còn nhiều ngày vì chúng ta còn phải trừ những cái thời gian mà chúng ta ăn ngủ nghỉ rồi thời gian chúng ta bế giảng cái gì đó thì đấy là những thời gian chết và không làm được gì cả. Thế vậy thời gian học thực tế của các bạn là không nhiều. Và nếu như các bạn không có cái lộ trình học cụ thể, ngày này học cái gì, học bao nhiêu tiếng, học những nội dung gì thì các bạn sẽ không bao giờ học kịp được. Đấy. Các bạn đã có một năm mà các bạn còn không làm kịp thì các bạn phải hiểu rằng là trong 2 tháng các bạn không thể làm kịp tất cả. Vậy thì phải lựa chọn. Và thứ hai là các bạn phải đánh đổi thì các bạn mới nhận lại được điều các bạn muốn. Các bạn muốn điểm cao, các bạn muốn thi đỗ mà các bạn không đánh đổi và các bạn nghĩ rằng mình vẫn muốn đi chơi, mình vẫn muốn tụ tập, mình vẫn muốn được ngủ nhiều thì chắc chắn là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được. Vậy nên thầy khuyên các bạn đó là gì? Một phương pháp đúng, phương pháp thầy đã hướng dẫn rồi. Và thứ hai là đi kèm với một sự quyết tâm thì các bạn có thể nâng được điểm của mình tối thiểu là 2 điểm trong vòng 2 tháng cuối. Còn tất nhiên mỗi một bạn thì sẽ nâng được số điểm khác nhau tùy thuộc vào sự quyết tâm của mình. Ok, và đó là những gì thầy chia sẻ trong vlog ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn sẽ cải thiện được điểm. Hẹn gặp lại các bạn trong các vlog tiếp theo.